chào các bạn. Đây là trò chơi DCS World và mình đang lái chiếc FA-18C của Mỹ. Trên mặt máy bay của mình có một chiếc tàu chiến, nhưng nhiệm vụ của mình không phải là bắn hạ chiếc tàu chiến đó. Đây là tàu chiến của Mỹ, nó đang phóng đi các tên lửa hành trình Tomahawk. Mình sẽ thử đuổi theo và bắn hạ các tên lửa này. Theo nội dung một bộ phim mình xem cách đây cũng khá lâu, thì tàu chiến Mỹ được lệnh bắn tên lửa Tomahawk vào một mục tiêu ở đất địch. Tuy nhiên ở mục tiêu này vẫn còn điệp viên của NATO hay thường dân gì đó, nên tàu chiến được lệnh hủy tên lửa. Những tên lửa đã bay ngoài tầm có thể nhận lệnh từ tàu chiến. Do vậy máy bay FA-18C đang bay tuần tra gần đó được lệnh đuổi theo và phá hủy tên lửa trước khi nó chạm đến mục tiêu. Radar của máy bay đã bắt được mục tiêu là các tên lửa. Tuy nhiên đột ngột các mục tiêu biến mất trên màn hình radar. Đó là do sau khi phóng, các tên lửa Tomahawk đã hạ độ cao và bay bám sát mặt biển. Cộng với tiết diện phản xạ sóng radar của tên lửa Tomahawk rất nhỏ nên mình đã bị mất dấu. Bây giờ mình sẽ cho máy bay bay hạ độ cao xuống sát mặt biển, gần bằng với độ cao bay của các tên lửa Tomahawk. Và trên màn hình radar của máy bay đã lại hiện lên tín hiệu của các tên lửa. Chúng đang bay phía trước máy bay của mình ở khoảng cách khá gần. Mình sẽ chuyển radar sang chế độ theo dõi trong khi quét, check wide scan. Ở chế độ này, máy bay của mình có thể tấn công đồng thời nhiều mục tiêu bằng tên lửa AIM-120 AMRAAM. Các mục tiêu đã hiện lên rõ ràng trên màn hình radar. Đó là các biểu tượng màu vàng. Một số mục tiêu đã nằm trong tầm bắn của tên lửa AMRAAM từ máy bay của mình. Tuy nhiên mình sẽ chờ cho đến khi tất cả mục tiêu nằm trong tầm bắn rồi mới khai hỏa. Âm thanh cảnh báo phát liên tục đó là do máy bay của mình đang bay quá thấp. Các bạn có thể thấy nội dung cảnh báo auto tử, có nghĩa là độ cao ở trên màn hình HUD. Bây giờ các mục tiêu đã vào trong tầm bắn của tên lửa AMRAAM. Mình sẽ bắn 4 tên lửa AMRAAM để diệt 4 tên lửa Tomahawk. Sau khi đã bắn 1 tên lửa AMRAAM, mình sẽ chuyển sang mục tiêu khác và lại bắn tên lửa kế tiếp. Liên tục phóng ra 4 tên lửa tấn công 4 mục tiêu khác nhau. Tên lửa AMRAAM đã trúng đích, bắn hạ một số tên lửa Tomahawk. Các tên lửa Tomahawk có tốc độ cận âm và độ cơ động không thể bằng các máy bay chiến đấu. Chúng cũng không có mồi bẫy để đánh lừa tên lửa đối không lao tới. Do vậy, việc bắn hạ chúng là dễ dàng nếu đã tiếp cận được. Tuy nhiên, chúng có tiết diện phản xạ radar nhỏ và lại bay bám địa hình nên rất khó phát hiện nếu không biết trước quỹ đạo. Nhưng đấy là khó đối với máy bay địch mà thôi. Còn nếu máy bay FA-18C đã được lệnh phá hủy tên lửa Tomahawk do quân nhà phóng đi, thì chắc chắn chúng sẽ được dẫn đường đến vị trí mà radar của máy bay có thể quét được tên lửa. Bây giờ chỉ còn sót lại một quả tên lửa Tomahawk. Mình sẽ không bắn hạ từ xa mà sẽ rút ngắn khoảng cách để quan sát và sẽ bay cùng tên lửa đến mục tiêu luôn. Quả tên lửa Tomahawk đã trong tầm nhìn bằng mắt thường. Khoảng cách đến mục tiêu là 600 feet. Mình sẽ tiếp tục rút ngắn khoảng cách. Tốc độ hiện tại của máy bay mình đang là 471 hải lý trên giờ. Tốc độ này cũng đang gần bằng tốc độ bay của tên lửa Tomahawk. Khoảng cách chỉ còn 200 feet. Bây giờ chúng ta có thể quan sát cận cảnh tên lửa Tomahawk đang bay.
Ngoài đời thực thì Hải quân Mỹ cũng có một clip như vậy. Tên lửa Tomahawk đột ngột tăng độ cao. Như vậy nó đang chuẩn bị lao tới mục tiêu. Tên lửa Tomahawk đã lao vào một tòa nhà ở ven biển. Như vậy là có thể mình đã không kịp cứu tay đẹp viên 007 James Bond đang ở trong đó. Mà nguyên nhân hắn còn ở lại trong đó có thể vì mãi ôm vợ của một tên trùm nào đó. Chả tội gì mà phải mất công cứu cái tay đào hoa đó. Chỉ một quả tên lửa Tomahawk mà cả tòa nhà đã bị san phẳng hoàn toàn. Bây giờ cho máy bay trở về căn cứ thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.